Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương. Và web hơn 20 năm tuổi và hiện có rất nhiều nhà phát triển đang làm việc với nó. Tính chuyên môn hóa từng lĩnh vực riêng biệt cho web nói lên rằng web đang trở thành một nền tảng thiết kế và vô cùng rộng lớn. Các trang web là một phần rất quan trọng trong nền kinh tế thế giới và tự bản thân web cũng đóng vai trò không hề nhỏ trong các thành phần cấu thành nên nó như là thiết kế, phát triển, bảo trì, v.v. Bạn muốn học khóa học công nghệ web tại Singapore thì đến với chương trình hôm nay, Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn một trường, đó là trường Kaplan Singapore. Đầu tiên là đôi nét sơ lược về trường. Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Mỹ. Nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu, tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Khi các em học tại Kaplan Singapore sẽ vào học chương trình đại học với bằng cấp của Anh, Úc, chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng như là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học tốt thứ nhất, sau đại học tốt thứ hai tại Singapore, trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt nhất tại Singapore và top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng hạng mục Higher Education, chứng nhận EduJet 4 năm. Và hiện tại thì Kaplan Singapore đang có chương trình học bổng cho năm 2015 đối với khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Northumbria University và University of Bedfordshire. Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học, học bổng dành cho sinh viên đại học chuyển tiếp lên thạc sĩ với trị giá là 5.000, 7.500 và 10.000 đô sinh. Và về chương trình đào tạo của trường thì trường có chương trình luyện O-level, tiếng Anh thương mại. Trường còn đào tạo các ngành như là công nghệ web, trợ lý luật sư, kinh doanh và luật, kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, quản lý bán lẻ, v.v. Và mỗi chương trình ở Kaplan Singapore thì được quản lý bởi một tư vấn viên. Tư vấn viên tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình học để phù hợp với yêu cầu của học sinh. Với con số hơn 50% học sinh Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học, Kaplan chứng tỏ là sự lựa chọn của các bạn học sinh sinh viên. Kaplan Singapore hiện nay đang có khoảng 144 giáo viên và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore giảng dạy. Về cơ sở vật chất thì cao cấp, Kaplan Singapore có hai khu học xá hiện đại nằm ở trung tâm Singapore, tổng diện tích là hơn 100.000 feet với gần 70 phòng học máy lạnh, hai phòng thực hành vi tính, hai thư viện và phòng thư giãn cho sinh viên, phòng học, khu cà phê tại trường. Và để tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu học học phí của ngành công nghệ web thì bạn vui lòng gọi về số 0838484879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn, xin chào chị Ly. Thì anh Nhật Hân có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường Kaplan mình là có khá nhiều không nè anh Nhật Hân? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 cho tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại Kaplan Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường Kaplan? Hiện tại Kaplan Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ quản trị du lịch và lữ hành. Và cái đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu. Thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường Kaplan Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với sinh viên Việt Nam do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chị nói là IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC. Thì tại Kaplan Singapore có những khóa học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại Kaplan. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất
cho tới cấp độ nâng cao hơn để các bạn có đủ điều kiện theo học tại chương trình đại học tại Kaplan Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường, thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Anh được khai giảng vào ngày 10 Tây tháng chẵn hàng năm, ví dụ như là ngày 10 Tây tháng 2, 10 Tây tháng 4, 10 Tây tháng 6, vân vân và vân vân. Thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp cho đại học. Đối với lại chương trình dự bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 Tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 Tây tháng 1, 15 Tây tháng 3 và 15 Tây tháng 5, vân 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 vân. Và sau đó nữa, đó là chương trình bậc học cao đẳng hay tương đương là chương trình năm nhất của đại học, thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng chẵn trong năm. Chính xác hơn là vào ngày 28 Tây tháng chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 Tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân vân và vân vân. Đối với lại chương trình đại học và chương trình sau đại học thì các ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và Kaplan, và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, ví dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, ví dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đại học tại trường Kaplan Singapore, trường Kaplan Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa, và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa, và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam có những sinh viên nào đạt được không thưa anh? Đối với sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được tốt đầu, học bổng hạng nhất của toàn khóa, chỉ đạt 10.000 đô. Và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3, trị giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình đại học tại Kaplan Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Kaplan Singapore có. Thứ nhất, đó là chương trình học rất là đa dạng với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè, mà các bạn sẽ học liên tục và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một học kỳ mà thôi. Và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 3 tuần. Cho nên khi các bạn đi học tại Kaplan Singapore, thời gian các bạn đi học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, một phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Kaplan Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Thì được biết là bên trường Kaplan Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác tại như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Kaplan Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết với lại Kaplan, và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có đại học hai chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đầu của Úc,
hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway, University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những cái khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán, cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh Hưng cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ. Thì hiện tại thì bên trường Cấp Lên cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy, hiện tại bên Cấp Lên đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Cấp Lên yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Cấp Lên được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Cấp Lên sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Cấp Lên Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn chị Ly. Chào các bạn.